Bắt đầu. Câu chuyện của Chúa được kể như sau. Ban đầu có ông trời. Ông trời dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có con người. Thay vì con người đi theo ý ông trời thì con người lại đi theo ý riêng. Vì vậy giữa con người và ông trời có một hố sâu ngăn cách. Roma đoạn 3 câu 23 chép rằng: vì mọi người đều đã phạm tội. Tội gì? Ăn của trời, uống của trời, hít thở khí trời, lân quy kêu trời, chết là chầu trời, mọi sự nhờ trời. Nhưng con người lại khước từ, không thờ của ông trời. Vì vậy, Roma đoạn 6 câu 23 chép rằng: tiền công của tội lỗi là sự chết. Con người không chỉ chết về thể xác mà cả linh hồn phải bị quăng xuống hồ lửa đời đời. Trong lúc tuyệt vọng ấy, con người đã cố gắng thoát khỏi hồ lửa bằng cách ăn chay, niệm Phật, tu nhân, tích đức, làm lành, lánh dữ. Nhưng không một người nào nhờ làm những việc này mà thoát khỏi hồ lửa đời đời. Trong tình cảnh bế tắc ấy, ông trời đã ban cho con người một giải pháp. Trong Roma đoạn 5 câu 8 chép rằng: đã khi loài người phạm tội thì Chúa Giêsu đã chết thay cho tội lỗi của con người trên cây thập tự. Chiều ngang của cây thập tự là chiếc cầu hoàn hảo để đem con người trở về với ông trời. Chiều đứng của cây thập tự là chiếc thang duy nhất để đem con người thoát khỏi hồ lửa mà lên thiên đàng. Bạn có muốn được lên thiên đàng không? Nếu muốn, bạn phải đưa ra một quyết định. Roma đoạn 10 câu 9 chép rằng: nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa đã được khiến cho Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Bạn có tin không? Nếu bạn tin thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Đó là câu chuyện.